Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cường Tây Nguyên. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hiện tại mình làm clip này là 12 giờ trưa nhé các bạn. Thì nhân tiện cái lúc rảnh rỗi thì mình cũng tranh thủ chút thời gian làm cái clip ngắn ngắn này. Để làm gì? Để các bạn so sánh những cái giống cà phê không đạt năng suất và những giống cà phê đạt năng suất nhất hiện nay là những giống cà phê gì. Thì trước ống kính đây thì mình giới thiệu các bạn, đây là cái mảnh vườn của nhà mình. Thì mình cũng sang lại thì làm thì nó cũng chưa có gọi là đỉnh gì máy hết á, nhưng mà mình cũng tạm ưng ý rồi. Và giới thiệu các bạn đây là cái giống cà phê này là giống cà phê thiện trường. Đó. Đầu tiên là mình giới thiệu sơ lược qua cái giống này. Thì cái giống này cái ưu điểm á, là nói chung lên khá là mạnh, kháng bệnh cũng khá là tốt. Nói chung chùm quả to, trái to hái mềm. Nhược điểm thì mình nói thật với các bạn là nhược điểm là nói chung là nếu chúng ta đến mùa thu hoạch á, mà gặp thời tiết xấu, thời tiết mưa nhiều thì rụng cũng khá là nhiều luôn. Tại vì nó hái mềm thì nó lại rất là dễ rụng luôn. Đó. Mình zoom cho các bạn xem. Còn cái ưu điểm á, thêm một cái ưu điểm của cái giống cà phê này là nói chung là khá năng suất và nói chung chống chọi thời tiết khá là tốt. Nói chung ra hoa gặp nắng đậu cũng khá là nhiều luôn, mà ra hoa gặp mưa thì nói chung cũng kính thưa luôn, đậu cũng rất là năng suất luôn. Mà chùm quả rất là to luôn, tầm 40 quả đến 50 quả trên một chùm. Đó. Thì tại sao hôm nay mình làm clip này? Thì đất nông, ở đất nông mình á, thì hiện tại bây giờ cũng mười mấy cơn mưa rồi các bạn. Nói chung là bước vào cái thời điểm giao mùa rồi, cuối mùa khô và đầu mùa mưa. Thì hiện tại cà phê nó phát triển đợt như thế này đây. Thì bà con mình là cũng có một số bà con là khả năng là xuống mới giống cà phê với cái diện tích cũng khá là lớn. Nhưng mà nhiều lúc là có thể là các bạn mới bước vào chân ướt chân ráo làm cái cây công nghiệp này thì các bạn cũng chưa được rành mạch về cái khâu giống. Cho nên mình mới tranh thủ chút thời gian mình làm một cái clip ngắn ngắn này. Muốn giới thiệu đến các bạn là một cái loại giống cà phê thị trường. Nếu các bạn xuống cái diện tích ồ ạt là các bạn nên chọn cái giống này. Đấy. Còn riêng mình thì mình nói thật các bạn, mình không có kinh doanh giống đâu mà mình phải giới thiệu loại giống này kia. Nhưng mà mình với cái làm với cái tiêu chí là muốn bà con nông dân chúng ta là ai cũng thắng lợi trong cái khâu mà làm những cái cây công nghiệp, riêng cây hồ tiêu và cây cà phê. Đó, thì mình trước khi mình làm cái clip này á, là mình sẽ nối tiếp một cái clip nữa để cho các bạn xem. Thì riêng ở đất nông mình á, là cũng có một số bạn là nói chung bị thất bại về cái khâu giống. Chăm sóc rất là kỹ, rất bài bản, rất là siêng năng cần cù luôn. Nhưng mà vẫn cứ bị thất bại. Thì mình làm cái clip này đầu tiên để các bạn so sánh cái clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ mình chắc có lẽ là mình xin kết thúc video tại đây. Còn mình mong nhất là các bạn là cố nán lại giây phút để xem cái clip tiếp theo của mình nối tiếp với cái video này. Để các bạn biết rõ là khi chúng ta xuống mới cà phê mà chúng ta chọn bị sai giống là dẫn đến tình trạng thất bại. Đó, mình zoom những cây cà phê xa cho các bạn xem. Đậu. Nói về tỷ lệ đậu thì khỏi phải bàn luôn các bạn. Đó. Siêu đẹp, siêu đỉnh luôn. Đó. Thì mình xin phép các bạn mình tạm dừng quay và kết thúc video tại đây. Mời các bạn lắng chút thời gian và xem tiếp cái đoạn video tiếp theo của mình để các bạn tránh được những cái rủi ro khi chúng ta chọn sai giống nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cường Tây Nguyên. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hiện tại mình làm clip này là lúc 6 giờ sáng nhé các bạn. Thì mình đang ở tại xã Đắc Que. Đây là một cái mảnh vườn cà phê là cũng khá là tốt luôn. Nói chung là chăm rất là tốt. Nhưng mà mình cũng nói chuyện với ông chú này qua điện thoại thôi. Thì ông nói địa chỉ thì mình đến đây thì nói chung ông đi chợ nên đi làm gì vắng rồi. Nói chung thì sẵn đây là mình cũng làm cái clip này luôn.
Thì ông chú này ông chăm, ông nói ông chăm khá là kỹ luôn, mà cà phê ông năm nào cũng không đạt hết một cây, được một cân đến hai cân là nhiều thôi, mà cái cây cà phê khá là to. Thì mình vào đây thì mình thấy là mình biết cái hiện tượng này là cà phê này là cái giống cà phê vối hồi trước các bạn. Nói chung là cắt rất là dữ dội luôn, toàn là lá với cắp, bỏ phân xuống là nói chung là mấy cái này ăn hết mà không có một cái quả nào hết. Còn tỷ lệ đầu trái thì các bạn thấy rất là thê thảm luôn. Phân bón thì ông chú này bón phân rất là nhiều luôn, bón phân chuồng mà bón phân heo chứ không phải là phân gà đó. Thì đây sẵn đây mình quay luôn cho các bạn xem luôn. Nói chung hầu như cái giống cà phê này chỉ trừ trường hợp là bị chết rồi ông chú này dặm lại những cái giống xanh lùng hoặc là những giống thiện trường thì nó mới có trái thôi. Còn riêng cái này là các bạn thấy trăm bụi cà phê mà như thế này, phân bón như thế này mà cái cà phê như thế này là lỗ, từ lỗ đến chết luôn. Cho nên ông bà mình cứ nói trước kia là cứ nói nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, nhưng mà giống không có thể đứng thứ tứ được, không có cái nào mà đứng thứ nhì hết đó. Nước phân giống gì cũng phải là đứng nhất hết. Cho nên là mình nói cái khâu quan trọng mà chúng ta thành công hay không đó, là các bạn chọn cái giống. Cái giống là cái yếu tố quyết định cho chúng ta thành công hay không. Còn nước với phân là cái cách làm của mình đó, mình chăm chú làm ăn đúng khoa học kỹ thuật, giống tốt là chúng ta sẽ có một cái vụ mùa bội thu. Còn chọn những cái giống như thế này, các bạn có tài giỏi cỡ nào, các bạn bón phân đóng xuống đây các bạn vẫn bị thất bại. Trái như thế này đây. Thì mình review cái clip này thì mình chắc khả năng là tối nay mình sẽ vào ban đêm để mình gặp ông chú này, mình trao đổi cái cách làm cải tạo cái vườn cà phê này. Mà cải tạo là chúng ta có nên cưa bỏ hay không, thì chúng ta cải tạo bằng những cách như thế nào, chúng ta cấy ghép những giống mới hoặc là chúng ta cưa bỏ trồng mới. Thì chiều nay mình sẽ vào mình trao đổi với ông chú này. Còn hiện tại bây giờ mình quay cái clip này cho các bạn xem là cái khâu giống là rất quan trọng luôn các bạn. Cái giống là cái yếu tố quyết định cho chúng ta là thành công hay không là cái giống. Còn như đây là bó tay rồi. Cái này các bạn nghĩ cái này mà nếu mà mình kêu công mình bẻ chồi này thì những cái trái này mình gỡ mình dục hết luôn, ném xuống đất hết. Các bạn tước máy này ra là nó nơ mấy trái này đi hết. Mà chúng ta cũng không đủ kiên nhẫn mà cũng không đủ công để làm cái cà phê này. Một buổi này nếu các bạn tước mà giỏi lắm là một buổi 15 cây giống này thôi là hết một buổi sáng. Mà được cái trái nào các bạn gỡ các bạn bỏ hết luôn. Cho nên cái những cái giống này chúng ta phải cần loại bỏ. Chúng ta bây giờ hiện bây giờ thì mình review gửi đến các bạn những cái thông tin, những clip, những đoạn video là mình đã review tất cả các loại giống cà phê đỉnh cao hiện nay thì mình đã đăng lên cho các bạn xem rồi. Những giống mình đã đăng lên là những giống mình đã tuyển chọn hết. Còn riêng những cái giống như thế này là bà con mình nên tránh né. Trước khi các bạn mua giống, các bạn không biết cái nguồn gốc của giống này xuất xứ ở đâu, mà cái giống là tên gì, là các bạn trồng là nó dẫn đến tình trạng là 3-4 năm sau là chúng ta gặt hái thành công là nó như thế này đây. Đó. Chứ không phải mình trồng 1-2 tháng mà mình thu hoạch, mà nếu không được mình trồng mới cái khác, cái này 3-4 năm mình mới có thu. Mà trong khi nó lên cây cà phê như thế này là mình chết chắc. Thì sẵn đây là mình, đây là mình nhìn mình biết đây là một cây cà phê xanh lùn này. Cái này chết là họ dặm lại xanh lùn đó, là nó như thế này đây, nó vẫn có trái nhiều hơn cái giống ở đó mà nó lại không có cắp máy nè. Các bạn thấy chưa, cây cà phê này là hình ảnh cây cà phê xanh lùn. Mình cho các bạn xem luôn, phần heo là đũa đóng luôn, phần heo đũa đóng luôn chứ không phải là không bón phân chuồng. Các bạn bón phân chuồng rất là dữ dội, mà những cái cây cà phê như thế này chúng ta bón phân chuồng xuống là vô ích thôi. Các bạn làm từ lỗ đến lỗ không bao giờ mà nó cho lại mình cái năng suất cao hết đó. Tỷ lệ đầu trái rất là kém luôn, mà nói chung không kháng bệnh, nó bệnh hoạn cũng khá là nhiều nữa. Cho nên các bạn chọn cái giống cà phê á, là các bạn không nên chọn những cái giống cà phê cành cấp quá nhiều. Nếu những giống cà phê mà cành cấp nhiều á, thì các bạn phải thay đổi cái cách làm. Những cái giống cà phê cành cấp nhiều thì các bạn
không nên làm cái phương pháp hãm ngọn. Nếu các bạn những cái giống cà phê cành cấp nhiều mà các bạn làm phương pháp hãm ngọn là các bạn chết chắc với nó luôn. Nó sẽ ra như này. Đó, một cái tay như vậy các bạn tính phải 30-40 cái cành tăm, cành chim nó ra như cái cánh con vịt và là mình chết chắc với cái giống này. Mà những cái giống mà cành cấp nhiều mà đạt năng suất thì các bạn chuyển đổi cách làm. Các bạn làm mà cái với cái phương pháp là đa thân không hãm ngọn thì nó lại không ra cái tình trạng giống này. Bây giờ những cái giống cành cấp nhiều mà mình làm đa thân không hãm ngọn thì nó lại không có cấp. Nếu những cái giống đó mà đạt năng suất thì các bạn thay đổi cách làm. Cái đây là cái ý của mình là như vậy. Còn những giống mà cành cấp nhiều, đạt năng suất mà cành cấp nhiều các bạn làm với phương pháp hãm ngọn là các dẫn đến tình trạng như thế này. Chúng ta không đủ kiên nhẫn với cũng không đủ công để đi vặt những cái cành cấp mà li ti như cái cánh con chim, con vịt như thế này là chúng ta chết chắc luôn. Cho nên mình làm một cái clip ngắn ngắn này chia sẻ cái thông tin đến các bạn là chúng ta cái giống là quan trọng lắm. Cho nên trước khi các bạn mua giống các bạn phải biết cái giống đó là giống gì. Đó, cái cơ sở bán cây giống có uy tín hay không nữa. Bây giờ các bạn trồng 3 năm sau không có thu, 3 năm sau nó lên như này thì chết mình luôn. Quan trọng nhất là cái giống các bạn phải chọn cho kỹ. Hoặc là chọn những cơ sở bán cây giống có uy tín là các bạn mua. Đó. Còn cái cách làm mà nếu những cái giống cành cấp nhiều mà đạt năng suất quá là các bạn không nên làm cái phương pháp hãm ngọn mà chúng ta nên thả ngọn. Các bạn làm phương pháp đa thân không hãm ngọn thì nó lại không có cấp. Chúng ta đỡ rất nhiều cái công mà làm cái cành tăm, cành cấp này. Còn cái mảnh vườn này thì mình hẹn với các bạn là mình sẽ sau một năm mình sẽ quay lại mảnh vườn này. Mà mình sẽ chia sẻ cái kỹ thuật cải tạo cái mảnh vườn này lại cho ông chú này. Rồi cái cách làm như thế nào thì mình sẽ review cận cảnh cho các bạn xem luôn. Sau một năm, mùa mưa này mình sẽ cấy ghép cái đám này cho ông chú này. Mình sẽ ghép giống thị trường vào đây. Thì hạn một năm sau cái sự thành công như thế nào thì mình sẽ review tiếp lại cái mảnh vườn này cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ mình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip sau mới nhất của mình nhé.